Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Hot. Nội dung hôm nay: loạt chiến cơ Nga hội ngộ tại giải thi đấu thường niên Crimea. Giải thi đấu thường niên của quân đội tại Crimea mang tên Aviadas 2019 được diễn ra từ ngày 24 tháng 5 tới 9 tháng 6 đã cho khán giả chiêm ngưỡng những màn biểu diễn có 102 của khoảng hàng chục đội bay tham gia điều khiển loạt máy bay tối tân bao gồm MiG-29SMT, Su-27SM3, Su-30SM, Su-35, Su-34, Su-24M, Su-25, Su-22M3, U-76MD và Mi-24, Mi-35 cũng như K-52 và Mi-8. Điểm nổi bật của giải đấu này là sự xuất hiện của những cái tên sừng sỏ như cá sấu K-52 Alligator, kẻ hủy diệt Mi-8AMTSH, vua trực thăng tấn công Mi-35 hay kẻ săn đêm Mi-28N. Tại giải này, các trực thăng đã tham gia tranh tài phô diễn kỹ thuật tấn công mặt đất với tên lửa không dẫn đường 80mm, súng máy 30mm nhằm vào 70 mục tiêu tại trường bắn chót ở Crimea. Đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới. Movi, nhớ like và search để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong Movi kế tiếp.